Lợi nhuận là phần thưởng cho rủi ro. Bản chất kinh doanh hơn người khác là dám bỏ tiền mua rủi ro. Quản trị rủi ro của phần bạn phải hiểu rất rõ, nó là tổ hợp những hành vi làm sao đẩy rủi ro về cái thế của cái vùng rủi ro tối ưu này. Quản trị rủi ro chưa bao giờ là đưa rủi ro về không, vì rủi ro bằng không thì lợi nhuận bằng không. Và chuyên đề cuối cùng trước khi mà chúng ta ăn Tết, tôi nghĩ là 12 chuyên đề và kết thúc bởi một cái chuyên đề. 11 chuyên đề là chúng ta chia sẻ với nhau. Và kết quả như ban đầu tôi nói, tôi gặp được rất nhiều kết quả từ phía người học, đó là hạnh phúc của tôi. 11 chuyên đề là tạo cái thế tấn công để tạo ra lợi nhuận. Gồm có hai cái hạng tiền đạo và hạng tiền vệ. Nhưng rất tiếc là nếu chúng ta thủng vào đàn hậu vệ và thủ môn, tức là hàng thủ nói chung, thì mọi cái chuyện ở phía trên là biện chứng là thất bại ngay. Cho nên là chúng tôi khép góc năm tài chính, một năm đào tạo bởi một chuyên đề, nó cũng là hậu cho cái việc đó. Và trong bối cảnh hiện nay thì bóng đá thủ lên ngôi, bởi vì cái biến động về mặt kinh tế và chính trị gần như rất là khó lường. Cho nên là khủng hoảng 10 năm một lần, 8 năm một lần, đó là những cái mệnh đề mang tính chất của số liệu quá khứ, chứ hiện nay là không có giá trị đâu. Khủng hoảng có thể là một ngày, có thể là bất tử, chứ không có một tính quy luật. Thôi đừng dựa vào những số liệu ấy nữa. Chính vì thế cho nên cái phần thủ là phần rủi ro ấy, thì nó lại đẩy cao lên. Vậy thì nội hàm của chuyên đề này là gì trong hai ngày? Lại một quá trình chạy đua với thời gian. Thì bọn tôi đẩy những cái nội hàm thế này. Một, đó là phải hiểu bản chất được cái hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là bỏ nguồn lực, thì nói nôm na là bỏ tiền đi để mua rủi ro. Đấy, tóm lại là thế thôi. Vì rủi ro nó là nguồn gốc của lợi nhuận. Lợi nhuận là phần thưởng cho rủi ro. Bản chất kinh doanh hơn người khác là dám bỏ tiền mua rủi ro. Người ta gọi đó là tinh thần khởi nghiệp. Cho nên làm rõ cái vai trò rủi ro. Rủi ro phần 2 nó có 3 cấp độ. Rủi ro bất chắc, và kinh hoàng nhất là cấp độ 3 là khủng hoảng. Mà ngày nay thì nó lại toàn khủng hoảng chứ không phải rủi ro. Rủi ro là biến cố xấu mà tính được xác suất. Bất chắc là biến cố xấu mà tính sản xuất không được, nó nằm ngoại phạm so với ý chí người ta. Và khủng hoảng chính là bất chắc. Nhưng lại có người thứ ba biến, tức là với đặc điểm của truyền thống, cho nên nó đánh gục công ty chỉ cần một con ruồi chui vào chai, còn ngày xưa là điều không thể. Thì đấy là phần 2. Phần thứ 3 là mình phải hiểu được là nếu đưa rủi ro bằng không thì lợi nhuận bằng không, đẩy rủi ro quá điểm tối ưu thì lợi nhuận bằng không. Cho nên nó có quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận là một đường parabol. Cho nên chúng ta hiểu rằng là quản trị rủi ro của phần bạn phải hiểu rất rõ, nó là tổ hợp những hành vi làm sao đẩy rủi ro về cái thế của cái vùng rủi ro tối ưu này. Quản trị rủi ro chưa bao giờ là đưa rủi ro về không, vì rủi ro bằng không thì lợi nhuận bằng không. Quản trị rủi ro đó là kéo rủi ro xuống so với điểm tối ưu, thì lúc đó lợi nhuận là maximum. Quản trị rủi ro là đẩy rủi ro lên nếu rủi ro bị thấp quá. Cho nên là tôi hay nói đùa trên bộ, để rủi ro thấp quá là anh hèn, mà để rủi ro cao quá là anh liều mạng. Liều không phải là bản chất của anh kinh doanh, mà đây là quản trị lấy rủi ro. Cho nên là quản trị rủi ro là đẩy lên hoặc kéo xuống. Vậy thì phần 3 là phần nặng nhất, chiếm tới gần 1.5 ngày, tức là gần 3 buổi dài. Đó là các tác nghiệp của hành vi quản trị rủi ro.
Đấy, thì trong tác nghiệp này nó có hai mảng cực lớn. Một mảng là chiến lược rủi ro. Về mặt tư tưởng chiến lược thì anh để rủi ro thế nào? Người ta còn gọi là môi trường rủi ro. Tức là người ta khoanh lại trên nền tảng phân tích nguồn lực. Người ta khoanh lại tuyệt đối anh không được đi qua những cái vùng này trên các cái giới hạn mà nguồn lực anh chịu được. Thì người ta vẽ ra một cái đường là đường môi trường rủi ro, hay người ta còn gọi đó là chiến lược rủi ro. Và một cái mặt thứ hai gồm bốn cụm, đó là thực hiện cái chiến lược ấy. Tức là trong cái giới hạn này thì quy trình của anh là thế nào, rồi sao. Thứ hai, thực hiện của anh phải thực hiện thế nào. Sau đó cái thứ ba, tìm mọi thủ đoạn rồi từ tư duy chiến lược cho đến khoanh vùng rủi ro, quy trình vi phạm cho đến tổ chức thực hiện mà nó vẫn xảy ra, thì nó có một cái bộ phận đứng ngoài cái vùng của công ty, ngoài quá trình chuỗi cung ứng và bán hàng, thì anh này đứng độc lập, nó gọi là bộ phận rủi ro. Thì bắt đầu nó đi, nó tài trợ rủi ro bởi tất cả các thủ đoạn dự phòng rủi ro, mua bảo hiểm, phân tán rủi ro, đồng tài trợ phải áp dụng cực nhuyễn. Thì đấy là phần kiến thức nặng nhất của nội hàm số 3 của chuyên đề này. Và cuối cùng còn tôi kết bởi một quá trình, thì quản trị là phải có tổ chức chứ. Thì quá trình tổ chức hệ thống rủi ro cho công ty, người ta tổ chức bằng một mô hình tổ chức như thế nào, nó trực thuộc ai, ai làm, phẩm chất cần có và các tác nghiệp hàng ngày như thế nào, trên nền tảng rất quan trọng của bộ phận kiểm soát nội bộ. Đằng này của mình kiểm soát nội bộ đã không có, mà nếu có thì lại làm theo lệnh, họ lại dòm ý, lại sợ anh tổng giám đốc, thì tất cả phần rủi ro nó sẽ khuyết một cái mảng nào đó. Cho nên nó là một quá trình chạy đồng bộ thế này, thì lúc đó lợi nhuận của mình nó mới có thể ở thế vững vàng được. Cho nên là lợi nhuận làm ra mà cuối cùng mang hết ra để bù đắp lại cái rủi ro, nếu quản trị rủi ro không tốt. Cho nên là ở đây thì cái phần hành này nó kết thúc để cho đảm bảo 11 cái chủ đề phía trước ấy, nó chắc ăn, thì người ta bịt nó bằng một hệ thống thủ thế này. Cho nên là cái hệ số dự phòng rủi ro của ngân hàng chẳng hạn, với một cái hoạt động cho vay rủi ro cao lắm, họ dự phòng lên tới 150, thậm chí có thời kỳ 250% so với cái dư nợ ấy. Thì cái hệ thống chuẩn của hành vi ngân hàng người ta làm vậy, thì tại sao mình lại không học? Không phải học mà là bắt buộc phải làm. Đằng này cứ xông lên thất bại là mẹ thành công. Tôi xin khẳng định lại, thất bại trong nhiều trường hợp không phải là mẹ thành công, mà không thất bại mới thành công, thì đấy là quản trị rủi ro. Thì đấy là phần hành mà tôi muốn đưa ra. Ok.